đỡ đi xa quá luôn, đi thả luôn đi bộ. Dạ. Rất là tội luôn. Một nửa hộp sò này. Cận cảnh luôn. Ờ đúng rồi chị. Con đi học đâu giờ bán ăn không hết nữa. Dạ tối này. Cảm ơn bà con trở lại với Tuấn Hậu Giang nha. Hiện tại mình đang ở xã An Hiệp nha bà con, của Châu Thành, của thành phố Bến Tre. Thì hôm nay mình tiếp tục vào tìm hiểu cái hoàn cảnh của bà Sáng. Như trước mình có nói chia sẻ bà con rồi đó, tiếp tục vào hỏi thăm bà nữa. Thì cái hoàn cảnh này rất là đáng thương. Mình tóm tắt sơ qua cho bà con mình rõ nha. Rồi điểm trước á, bà Sáng bị tai nạn giao thông nha. Bị tai nạn giao thông xong rồi bị tháo hết một nửa hộp sọ nha bà con. Chỉ còn còn nửa hộp sọ còn lại. Cái đó là phế quản của bà cũng mổ ra nha. Hiện tại thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì nên đã tìm hiểu đến nơi và để chia sẻ những hình ảnh này cho bà con mình ở xa được biết nữa nha. Vậy là mình vậy là chị dự định là mình đi làm công ty hả chị? Chứ ở đây mình đâu có nuôi, đâu có làm gì không được. Dạ. Chị đi công ty rồi bỏ vào nhà một mình cũng lo hả chị phải không? Cũng thấp thỏm lắm. Dạ. Em đi công ty vô 2-3 chập rồi đó, mà công ty dạng gì có con con gái nhỏ 4 tuổi á. Mà không bà bệnh thì con bệnh. Dạ. Bệnh cái xin nghỉ hoài cái công ty cũng chịu. Ủa sao mình không mình nhà mình có bằng máy không hả chị? Bàn máy phải mượn à. Nếu ví dụ như mình có cái bàn máy rồi là mình có cái chỗ lấy bao về mình mai nhà được không? Mà hôn nhập nó ít hơn. Ít hơn chị à. Đi mần công ty ví dụ tháng cũng được 4 triệu à. Mai nhà tháng mấy trăm ngàn à. Ủa sao ít người ta sao? Em nói là cũng tại vì mới biết mai à. Mới biết mai dạng như tập sức. Dạ dạ. Bà muốn nói chuyện là phải bệnh nhìn cái cổ lại mới nói chuyện được nè. À. Trời ơi. Không nhìn nó không được. Dạ. Vậy cái này nằm viện lâu vậy không chị bà? Nằm viện lâu. Mấy tháng rồi. Tháo hết một nửa bên sọ luôn. Và trí nhớ của bà cũng bình thường hả chị? Không, nhiều khi có nhớ nhiều khi quên. Vậy hả chị? Để đồ ha, cái sâu chuỗi đeo cổ mất kiếm hoài gì. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, dạ. Nhớ rồi. Lúc nhớ lúc không, tại vì cũng... Đi lạc đường, ta chở về hoài à. Dạ. Đi lạc đâu thuốc đâu dưới... Tự đa dưới á. Cái cô sẽ dạng như biết mẹ mình về, chở về tới nhà luôn. Dạ. Thôi tiền bà bỏ túi đi. Cất tiền vô túi đi bà. Bà để mời đi chợ mua bánh ăn. Bà đi mình được không? Đi mình phải gì, đi chợ mình rồi à. Nói về em nói, mày dám mua 2.000 được không? Tao dám mua 2.000 được á, tao cho tao luôn. Mua 2.000 lên rồi bán người cho túi à. Thấy bà hoàn cảnh tội nghiệp quá, người ta cho bà đó. Dạ. Lê, Lê lại. Do má học dịch. Do học dịch. Vậy là ở địa phương có hỗ trợ gì được nhiều không chị? Ở xã cũng cho hộ nghèo rồi, lâu lâu Tết vậy người ta cho phát gạo gì đó. Phát gạo với một chỗ ăn gì đó. Vậy là mỗi tháng là mình không có cái tiền có tiền có cấp. À, có tiền cấp. Thì lâu bữa nay tụi em tới đây tìm hiểu gia đình của bà rồi về gia đình rồi bà rồi sau này có mạnh thường quân mà người ta hỗ trợ đó bà, đó bà. Bà kêu ngồi ghế à. Thì mấy em cũng ghi hình để chia sẻ lên cộng đồng ha. Thấy hoàn cảnh của bà tội nghiệp gì nè, rồi người ta sẽ giúp đỡ được thì mấy em là hỗ trợ như là mấy em là cái cầu nối thôi để chuyển những cái phần quà thí dụ hay là những mạnh quân mà người ta hỗ trợ á, giúp đỡ cái hoàn cảnh khó khăn thì bà cũng gắng nha, gắng có gì ăn uống nhiều vô giữ gìn sức khỏe á, rất là tội luôn.
một nửa hộp sò này. Cẩn thận. Em cũng đi bận thì thu nhập cũng rất là ít, rồi ăn uống dạng như là kinh tế như bạn nó hộp hẹp ấy. Phải có hai người bận mới được. Đúng rồi chị. Giờ bà ăn không hết nữa. Dạ. Tối ngày á. Tối ngày luôn. Người ta cho bánh ăn tối ngày luôn hả bà? Dạ. Thôi con chào bà, con về nhé. Dạ. Dạ hai con. Dạ dạ. Thì bà gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe. Dạ. Chị lo cho bà nè, chị nói chị đi làm của bà ở một mình đây nè. Dạ. Mà cũng dặn mẹ ở nhà chứ chắc cũng nhờ vòng vòng sớm hả? Dạ. 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 Sợ đi không biết đường về hả chị? Chị sợ cái đường đây ra lộ cũng xa. Đi cũng không được là vậy. Rồi hiện tại là như chồng chị đang đi đi làm hả chị ở nhà trong giữ bà? Với con đi học. Dạ. Bà hiện tại ăn uống cũng bình thường hả chị? Và đi theo vệ sinh này kia thì cũng tự đi ha. Mà sợ vậy đó. Thấy ốm yếu quá cũng dần dần. Bà bị mất hết một nửa hộp sọ nghe bà con, xem bên đây khuyết vô luôn rồi. Đấy. Khuyết vô luôn, mới lấy ra ngoài luôn. Cho nên trí nhớ của bà đôi khi cũng hay cũng có quên một vài chuyện nữa. Bà hôm nay là 72 tuổi rồi mà. Đây mà lội ra tới chợ cũng xa, cái đường cũng khó đi lắm đó bà. Mà em dặn bớt đi rồi đó. Em muốn ăn gì cũng mua ăn. Rồi cái mua ăn xong vậy hỏi cái dặn qua lại ở sau nút cơm nút tiêu. Đi cũng đi lén lén đi hả chị? Đi biết đường về không sao, em sợ không biết đường về á. Có thì biết thì không. Có khi biết đường về khi không, tại đi gần sớm đây thì chơi được, biết đường về. Có khi đi vậy như đi xa, cái quên đường hay gì á, đi mất tiêu rồi. Dạ. Hên, cái vậy như cũng thương á, thấy vậy biết cái chở về tới nhà luôn. Có người ta biết thì người ta trở về được, sợ nha, đôi khi bà đi xa quá không biết đường về, người ta không biết này bà ở đâu nữa, cũng khổ. Chở những người chở chặt đường chỉ xuống này. Chở chặt đường bà chỉ phải không? Bà nhớ đường ha. Nhớ đường. Bà nhớ đường. Chở đi xa quá xuống đây, thả xuống đi bộ. Dạ. Khi nào bệnh á, nặng lắm mới chịu em chở đi xe Honda, chở đi khám bệnh, còn đi bộ ha, cho chắc ăn. Sợ á. Cái đường của mình đây vô đó là cùng luôn hả chị? Cùng rồi, đường này là đường cùng rồi. Phải đi ngược lại, đường đó đường đi. Thôi thì mấy em bữa nay vô cũng tìm hiểu hoàn cảnh của bà. Xong rồi nữa có gì thì mấy em có, nếu có duyên á, thì mấy em sẽ quay lại để tiếp tục hỗ trợ cho bà thêm. Nghe chị? Thưa bà con về bà ơi. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ dạ dạ. Thì bà gắng gìn sức khỏe ha. Ở nhà đừng có đi ra ngoài nữa, con cháu nó đi kiếm không gặp đâu, khó lắm. Sợ bà nữa ở nhà một mình nè. Thôi con về ha. Thôi về luôn chị. Dạ 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 dạ. Thôi giờ mình cũng xin phép nè con. Thì cũng tìm hiểu xong cái hoàn cảnh của bà thì mình chỉ tóm được sơ qua thôi nha. Để thời gian sau nếu mà có dịp có duyên thì mình sẽ ghé lại tiếp. Đấy, cái đường đi vô nhà bà đây nè, anh em đi tìm hiểu cũng có, nãy giờ cũng hỏi đường rất là lâu mới vô tới đó mà con, rất là đường rất trong phía trong luôn nha. Đấy, phía bên ngoài ngôi nhà của bà đây. Nhà thì cũng là nhà tình thương nghe bà con. Phải cái đường này đường cùng nữa. Đấy, đây đường cùng rồi nè.
hoàn cảnh thì rất là tội nha. Bà bị tai nạn cách đây cũng mười mấy 20 năm rồi. Bà giờ cũng lớn tuổi, trí nhớ giờ cũng quên, còn một nửa hộp sọ thôi. Cảm ơn bà con mình đã theo dõi nha, và luôn ủng hộ anh em chúng tôi đã đi qua những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì có dịp thì mọi người cùng đồng hành nha. Và hôm nay thì anh em đã chia sẻ được cái hoàn cảnh của bà Sang ở đây. Rất là khổ, thì nếu mà các mạnh thường quân nhìn thấy được cái hoàn cảnh này, có giúp đỡ được thì có thể liên hệ với anh em nha. Và cảm ơn bà con đã theo dõi và ủng hộ. Và chúc bà con mình luôn thành công nha, luôn mạnh khỏe. Và anh em tiếp tục đi làm những công việc thiện nguyện nữa đây. Cảm ơn bà con nha. Hẹn gặp lại.